Ngứa vùng kín, chuông cảnh báo bệnh lý nguy hiểm, ngứa âm hộ không còn là vấn đề xa lạ đối với nhiều chị em. Nó có thể xảy ra một thời gian ngắn rồi biến mất, nhưng nếu nó vẫn tiếp tục kéo dài thì chị em nên cẩn thận, bởi nó không những gây ra sự khó chịu mà còn là dấu hiệu cho nhiều bệnh lý phụ khoa. 1. Ngứa vùng kín là gì? Âm hộ được cấu tạo, môi lớn, môi bé, phần ngoài âm vật, lỗ niệu đạo, âm đạo, màng trinh. Tình trạng ngứa âm đạo là điều bình thường đối với nữ giới, vì nó chỉ xuất hiện sau vài ngày và tự khỏi ngay sau đó. Nhưng nếu nó kéo dài thì có thể là do bệnh phụ khoa và kèm theo triệu chứng sau: đau nhức âm đạo, quan hệ tình dục khô rát, mất đi khoái cảm, có hiện tượng đi tiểu buốt hay đi tiểu buốt ra máu, cảm giác đau, khó chịu ở vùng bụng kéo dài, dịch nhầy cô bé tiết ra nhiều và có các màu sắc kỳ lạ. Ngứa vùng kín không được xem là một bệnh lý riêng biệt mà là triệu chứng chung cho khá nhiều vấn đề liên quan đến bệnh phụ khoa. 2. Nguyên nhân gây ra ngứa vùng kín của nữ giới. Ngứa âm đạo bị gây ra bởi hai nhóm nguyên nhân chính là do thói quen sinh hoạt và do bệnh lý. Nguyên nhân do thói quen sinh hoạt: vệ sinh vùng kín không đúng cách, thiếu vệ sinh, sử dụng các dung dịch vệ sinh gây mẫn cảm cho cô bé, mặc quần lót quá chật không đủ thoải mái, dị ứng với một số loại thuốc đang sử dụng. Ngứa vùng kín do bệnh lý phụ khoa: viêm lộ tuyến cổ tử cung, viêm cổ tử cung. Hai bệnh phụ khoa này thường có triệu chứng điển hình là ngứa âm đạo, đau và ra máu khi quan hệ, rối loạn kinh nguyệt, viêm nấm âm đạo. Bên cạnh triệu chứng âm đạo, tùy thuộc vào nguyên nhân gây bệnh do nấm canxi da, trùng roi hay vi khuẩn, mụn rộp sinh dục, ngoài triệu chứng ngứa ngáy bên trong vào vùng môi lớn, môi nhỏ âm hộ. Xùi màu gà, bệnh do virus HPV gây nên với triệu chứng điển hình là ngứa vùng kín và xuất hiện u nhú ở bên trong và bên ngoài âm hộ. Giận lông mu, loài ký sinh trùng này có thể sống ở khu vực lông mu vùng kín của nam và nữ. Chúng chuyên hút máu, tấn công bộ phận sinh dục và gây ra triệu chứng ngứa ngáy, bứt rứt khó chịu. Bệnh khác, một số bệnh ngoài da như lang ben, hắc lào cũng là nguyên nhân gây ngứa vùng kín. Và để xác định rõ nguyên nhân ngứa ở vùng kín hoặc âm đạo thì chị em nên đi khám tại các bệnh viện phòng khám chuyên khoa phụ sản để thăm khám và có hướng điều trị kịp thời.